Dạ vâng, em Doanh Audio xin mến chào tất cả các chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn nghe nhạc với sự thương hiệu của Victor, hãng Victor, hàng nội địa Nhật. Bảo vệ em xin cam kết là hàng nguyên zin nguyên bản mọi người nhé, chưa có sửa chữa. Vâng, về thiết kế và ngoại hình thì mọi người nhìn qua video của em nhé. Hình thức màu xám, xám có pha màu đen nhé, xám. Độ mới thì tầm khoảng 80% trở lên, cũng tùy mắt nhìn của mỗi người. Và bộ dàn này được thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm hai đường, mỗi loa gồm ba đường tiếng, bao gồm một loa bát, một loa trung và một loa tép. Loa bát có màng nhựa và gân bằng cao su mọi người nhé. Gân cao su thì nó đánh bát rất là lực và êm, đó là ưu điểm của cái dòng gân cao su. Đây là hai lỗ thông hơi này, đây là loa trung, loa tép. Thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại. Này, độ mới cũng rất xuất sắc mọi người nhé, rất là đẹp, 80% trở lên. Victor. Đây, hai loa này rời nhau, chúng ta có thể để xa tùy ý nhá. Nó rời nhau nhá, chứ không phải gắn liền đâu. Hai loa và một âm ly, mọi người có thể để xa tùy ý. Đây, và chức năng, thì bộ này mọi người nghe điện thoại, TV, máy tính, nghe đài radio và cái đĩa CD vào nhá. Nghe bao nhiêu này bạn? Đầu tiên là nghe điện thoại, TV, máy tính thì mọi người bấm trên nút AUX này. Chỗ đầu ngón tay em chỉ đây có AUX, chúng ta bấm thì màn hình hiện AUX nhá, màn hình hiện rất là rõ ràng nhá. Cái này em quay xa thì nó xa thì tối rồi, chứ còn quay gần thì rất là rõ, nhìn bên ngoài rất là rõ nhá. AUX đây, màn hình hiện chữ AUX thì chúng ta cắm nhắc chúng ta nghe. Đó là đầu tiên là cái điện thoại TV máy tính, mình nhớ nhá, bấm nút này nhá, AUX. Thứ hai là đĩa CD, CD thì nằm ở trên cùng này, CD vào đây có 3 khay, đấy 3 khay, chúng ta bấm ra này, khay nó ra nhá, rồi cho đĩa vào. Mọi người để ý này, khi bấm ra lúc nào sáng thì chúng ta bấm vào thôi. Đấy, nó sẽ sáng màu vàng lên nhá. Lúc nào sáng chúng ta bấm vào. Rồi mọi người mời mọi người thưởng thức chất âm của dòng CD nhé. Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Đây là phần đĩa CD, đọc tốt mượt mà, không vấp váp gì cả mọi người nhá, rất là tốt. Rồi tiếp đến là chúng ta nghe phần radio. Bộ này radio full 108, full tần số 108, có nghĩa là chúng ta bắt được gần như full kênh của đài Việt Nam, của Việt Nam, nước Việt Nam mình nhá. Mọi người bấm trên nút FM và chéo AM. Rồi. Đây em để sẵn rồi nhá, em dò sẵn kênh này là kênh VOV2 103.5. VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Đấy, mời mọi người cùng nghe chất âm đài này. Và cũng tình cờ là đang mở đúng lúc đang phát nhạc. Mời mọi người cùng nghe luôn. Bóng sôi ấm đêm đông tâm hồn già lắng kề cận bên năm người gái quê. Rất là hay mọi người ạ, bật nét căng luôn. Đấy đài đấy, đài mà chúng ta nghe như là nghe cắm điện thoại hoặc nghe CD luôn. Nó nét như vậy đấy mọi người ạ. Vậy mọi người chơi đài rồi kênh bằng bấm nút 2 này xem nhá. Ngay hai cái nút dưới phần giữ volume này. Đấy, chúng ta đấy tiến lui như thế này, đúng tần số là nó bắt nó nói. Đó. Mở đúng lúc đang có nhạc, rất là hay. Đây một kích thước nhá. Bộ này có tổng chiều rộng mặt trước là 68, rộng 68, cao 35.
số của nó tính hết âm ly tầm 33 người nhá, đó là về vấn kích thước rộng 68 cao 35-36. Nó quá đẹp, âm thanh dòng Victor này rất là hay. Đó, hình thức em quay nhá, đây là thùng gỗ mình nhá, thùng vách bằng gỗ và còn rất là đẹp. Đây là mặt sau này. Đây, dây loa mọi người chú ý cho em là sẽ có một cái dây màu đỏ đen như thế này, mọi người tương ứng cắm đúng cái đỏ đen cho em đây nhá. Tức là cứ mà rắc màu đỏ thì chúng ta cho vào cái màu đỏ, dây màu đỏ. Còn rắc màu đen là cho vào đen thôi. Chúng ta gạt dây ra, đấy, cho dây vào, rồi chúng ta đóng lại là chắc chắn nhá. Mỗi loa một bên. Đó, rất là tiện nghi, tiện dễ dàng này. Đó, Victor, chỗ này cắm dây 3.5 để nghe điện thoại, TV và máy tính. Đây, nó có ghi là AUX đây, đường vào AUX. Còn chỗ này là cắm để nghe anten này. Tức là mọi người chú ý này, ai mà nghe đài thì lấy một đoạn dây điện nhá. Lấy một đoạn dây điện cắm vào cái ổ trong cho em này. Thế em rút ra cái nó ngừng hát ngay liền nhá. Đấy, em rút ra cái nó nhưng ngừng hát ngay vì nó mất sóng. Và chúng ta cắm vào cái lỗ này. Đây, cắm vào cái lỗ này là nó lại hát bình thường. Đó, đơn giản, loa máy đẹp rồi nhá. Loa máy rất là đẹp, công suất một thùng 50 tổng 100. Chơi vòng diện tích tầm khoảng 6-7 m² rất là thoải mái mọi người ạ. Đó, rất đẹp, rất hay. Victor. Vâng, và phần giá cả thì em để công khai phần tiêu đề và bình luận nhá. Em để tiêu công khai ở phần bình luận và cả phần tiêu đề nữa. Buôn bán rõ ràng, công khai. Anh em nào cảm thấy hợp túi tiền thì chúng ta giao lưu thôi. Đây, và ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em qua Zalo. Zalo của em là 0976592 986, cũng là số điện thoại chính của em luôn. Vâng, em cũng xin kết thúc video ở đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những video sau. Vâng, xin chào.